Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Và đây là một cái ngôi nhà khá là quen thuộc mà trước đây Bùi Hồ, trên clip Bùi Hồ thì Bùi Hồ cũng đã từng đi đến đây. Đó là ngôi nhà của bà Chính và anh Lâm. Anh Lâm thì bị một cái tai nạn giao thông thì phải nằm liệt giường luôn, nằm tại chỗ cô bác quý anh chị. Và hàng ngày thì bà Chính phải bán gạo để mà chăm sóc cho anh Lâm. Nhưng có một cái điều nghị lực phi thường, đó là anh Lâm tự nhờ ba mình thiết kế ra cho mình một cái gồng gọc để trị liệu tại nhà. Hôm nay thì trước khi đến đây, Bùi Hồ có điện cho bà Chính, coi bà Chính có đi bán gạo hay không, để bà biết, để mà thay mặt Mạnh Thường Quân qua đây trao một số hỗ trợ cho bà Chính với lại anh Lâm. Tại vì bà Chính thì quá cái tuổi lao động, thì anh Lâm thì lại không có sức lao động nữa. Dạ con chào bà Chính ạ. Dạ. Dạ, chào anh Lâm. Điều đầu tiên mà ấn tượng nhất đó chính là vào cái nhà của khuôn viên nhà của bà Chính á, đó là một cái hệ thống gồng gọc như thế này nè cô bác và anh chị. Một cái hệ thống gồng gọc có 102 ở nước Việt Nam. Và gồng gọc này chế được anh Lâm chế tạo ra nhằm mục đích để phục vụ cho mình. Với cái sự khó khăn đó thì anh Lâm đã suy nghĩ ra. Anh Lâm có chia sẻ rằng cô bác quý anh chị là để trị liệu ở những cái cơ sở trị liệu á, thì mỗi một ngày tốn hơn 100.000 thì không có tiền. Anh Lâm tự thiết kế ra. Ủa hôm nay là con thấy là cái gồng gọc ở đây nó được xây thêm cái gì hả bà Chính? Xây cái này để mà kéo nó lên xe lăn điện á cha. À kéo anh Lâm lên xe lăn luôn hả? Kéo lên xe lăn luôn. Câu lên rồi thả xuống. Ồ trời ơi. Hay vậy? Cháu cũng làm lát nữa làm cho coi. À hôm nay là có một cái phát minh mới ha. Lâu là mấy tháng rồi em đâu gặp đâu. Dạ anh Lâm bây giờ trị anh tập cho mọi người thấy cái anh Lâm. À đây nè mọi người, hai dây hai tay, hai dây hai chân, một cái hệ thống motor ở dưới nó quay, và cái hệ thống dây này nó quay nó kéo cái chân cái tay của anh lên. Đây là một cái phát minh cô bác quý anh chị có thể nói là có 102 luôn á. Đối với một người bình thường á thì cái việc mà phát minh thì nó bình thường, nhưng mà đối với những người mà chân tay nó không còn cử động được giống như anh Lâm á, thì anh lại phát minh ra cho riêng cái bản thân của mình thôi. Thì từ đó mọi người cô bác quý anh chị có thể thấy là cái nghị lực sống của anh Lâm là như thế nào rồi. Cái đó là cái gì bà Chính? Cái này sạc cái mà xe lăn ấy. Dạ. Xe điện cái xe lăn đó hôm trước anh Lâm đó là bạn tặng hả? Bạn tặng. Bạn về thấy quá đổi rồi tặng cái chiếc xe lăn. Dạ. Công ty của nó là cái con tắc là anh Lâm làm ở bên kia tự gặt luôn á mọi người. Đó, con tắc là cái tay đó luôn á. Đó, cái phao đằng kia á mọi người, cô bác quý anh chị. Đây là cái con tắc đó là anh kết nối với đằng này nè. Đây nè, kết nối với đằng này. Đó, anh tắt đó, cái bây giờ anh gạch lên. Đó. Hay ghê không? Và chỉ cần găm điện cho thôi. Không có bà Chính ở nhà thì anh cũng có thể là... Không có bà Chính ở nhà thì anh Lâm cũng có thể tự tập được mà. Đúng không anh Lâm? Dạ. Ừ, nhưng mà còn cái tay chứ, chỉ cần gắn cái tay vô thôi. Gắn cái tay rồi bỏ đi đâu cũng được chứ, nó nhà nó tự tập lấy. Lúc bà Chính đi. Bà Chính là 70 mấy rồi đó. 79 rồi. 79 rồi, 80 rồi. Sắp sửa lên 80 rồi. Bà Chính là họ là ở con mình là nuôi anh Lâm á. Bán gạo, bây giờ còn bán gạo không bà Chính? Còn cháu cũng lây ai ở nhà vậy hả? Dạ. Ai mua thì bà bán. Mọi việc mà tắm rửa vệ sinh lo mình cho anh Lâm là bà Chính đều làm hết đó mọi người. Bà Chính lo cho nó chứ. Một người bà phải nói là rất là quý luôn. Có 102 luôn á. Bà Chính là... Không biết là nó đâu có sống được mà tự nhiên gì được đâu cháu. Dạ. Bà Chính có lo một cái nỗi lo đó là sau này bà Chính mà trăm tuổi già thì không biết sao hay bà Chính. Dạ. Thì chừng đó không biết sao tính toán chứ giờ bà cũng đang giàu. Dạ, mỗi lần bà đau đó. Là nó sợ bà chết rồi bỏ nó chắc nó cũng chết theo. Anh Lâm anh nói gì hả bà Chính? Dạ. Anh nói nếu mà bà đi rồi chắc con cũng đi theo luôn. Bà Chính là như mẹ ruột á. Dạ. Là gọi là anh Lâm gọi là cô Chính á.
Hôm đó thì cái hệ thống cồn gọc này anh làm là tốn hết bao nhiêu tiền anh Lâm? Lát nhát là người ta cho á. Ta cho cái bà bé ở ngoài tiệm bán máy và chợ tiệm Mỹ Hiệp á. Ở lâu lâu bà cho vô vài 300, 300-400 có, rồi mua mấy cái gồng gọc này nè. Rồi nấu lên từ đoạn dây. Hả, đi vận động bà xin từ đó rồi mua rồi thiết kế cái mà dàn tập này đó rồi làm từ từ. Mỗi lần bà vô là bà cho. Cái nhà của bà Chính là cũng người ta cắt cho đúng không bà Chính? Dạ. Cái nhà đó hồi đó cũng người ta hỗ trợ thì vì không có tiền rồi nhà bán vật tư người ta mới kêu là bà Chính cất đi rồi cũng thẳng rồi từ từ có nhiêu trả cho người ta nhiêu. Dạ. Đó. Rồi bà Chính mới cất chứ không thôi là nó muốn sập luôn nữa rồi cháu nó dựa qua cây không à. Dạ. Rồi người ta mới hỏi sao bà không dỡ nhà, nó dỡ nhà, đốn cây thì nó sập nhà, nó đang nghiêng qua hết trơn rồi. Rồi người ta mới nói vậy hả? Đó, người ta thấy khổ quá rồi chủ bán vật tư đó người ta mới nói thôi bà cất đi. Để thôi nó sập rồi làm sao ở. Đó. Cái nhà của thằng Lâm này này nó cũng bung ton bung độ trơn luôn. Rồi bà mua mũ á, bà giăng. Mà trời mưa bão lớn rồi á, nó bọc mũ lên á, nó tạt. Rồi thằng Lâm thì nằm trên cái giường, còn bà thì bà ngồi. Chứ nó tạt tùm lum hết trơn. Dạ. Rồi năm đó cũng sửa sản tính đốn tre, kêu lúc đó ba nó còn sống mới đốn tre, mới kêu là đốn tre để đóng ton lại chứ không thôi nó bay ton đi hết rồi là không được. Thì ba của nó vừa đốn tre đâu chừng tháng là ba nó mất đó. Rồi lúc đó ba nó còn sống thì Lâm thiết kế thì nó chỉ ba nó cũng sáng kiến, cũng làm theo nó được. Còn như bà Chính đâu có làm được đâu. Dạ. Nó cũng hên, vừa làm xong thì ba nó mất. Ba của anh Lâm bị bệnh hay sao bà Chính? Ngủ rồi nhồi máu cơ tim cháu. Ngủ rồi tới chiều sao bà kêu ăn cơm thế rồi. Không thấy nghe nói gì trơn á, cái bà nói. Sao không nói gì trơn vậy, ăn không? Cái nó, bà nói, ủa sao bữa nay không trả lời? Cái bà mới dở, tại đóng cửa rồi, cái lúc đó nhà nó muốn sập rồi tối hù à. Cái bà mới dở cái mùng lên, mà thấy nó nằm, nó quên tay à. Là nó chết cũng mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó là chú bao nhiêu bà Chính? Năm đó 64 tuổi rồi. 64 tuổi. À. Chết năm 2014. Còn mẹ của anh Lâm? Mẹ Lâm mới chết 2 năm nay. À. Mẹ Lâm cũng khổ lắm, đi làm mướn cho người ta. Rồi bị khối u não á, nhưng mà nó hành rồi đi uống thuốc không? Yeah. Uống thuốc rồi bớt rồi thôi bỏ qua. Cái bữa đó sao người chị dâu mới nói con mắt của cô sao mà nói một bên nó hí hí. Cái rồi mẹ của Lâm nói là tại lớn tuổi rồi hí hí. Cái mới cho tiền dẫn đi lên bệnh viện khám thì người ta nói là ung thư rồi. Đó, cái không tin qua Xuyên Á khám nữa người ta cũng nói ung thư, mới chuyển qua Cần Thơ. Qua Cần Thơ người ta nói là thời kỳ cuối rồi, cứu không được. Rồi nằm mấy tháng sau chết. Anh Lâm bây giờ giống như là mồ côi á, được bà Chính cô mang vậy á. Thì lúc còn nhỏ bà Chính cũng nuôi nó mới ăn học được thành tài chứ cha mẹ nó nghèo, ba nó cũng đi làm mướn. Chia sẻ với mọi người á, là anh Lâm á, là hôm trước là anh đi thực tập. Rồi sau đó anh đậu một cái chiếc xe ở trên cái vỉa hè đó. Thì một cái chiếc xe kia lao vô tông anh. Và lúc đó anh chỉ mới 20 mấy tuổi thôi, chưa có ra trường nữa. Thì sau đó là ra trường đi làm thử việc công ty luôn á. Chưa có làm chính thức á mọi người. Từ đó về sau thì anh nằm liệt một chỗ đến thời điểm này. Và cái công việc mà anh tập hàng ngày như thế này đó là do tự anh phát minh ra. Và để có một cái nghị lực sống phi thường như vậy đó là từ cái ý chí của anh cộng thêm với lại cái sự chăm sóc nuôi nấng đùm bọc của bà Chính này mọi người. Bà Chính thì bán gạo thì một ngày chỉ có chút đỉnh thôi, ít thôi à, chỉ có đủ chi phí trang trải hàng ngày thôi chứ không có đủ tiền thuốc men đâu.
Thật ra thì cái tuổi bà chính là cái tuổi đáng tuổi ngoại của Bùi Hồ luôn á. 80 tuổi rồi, 79 thì sắp 80 rồi. Nhưng mà cũng may là trời Phật thương cho bà chính có một cái sức khỏe. Chứ gặp nhiều người như bà chính thì không còn đủ cái sức khỏe để mà lo lắng cho anh Lâm giống gì đâu. Đó, nó cũng là một cái ơn trên phù hộ. Thôi bây giờ bà chính ngồi đi bà chính. Dạ. Dạ để thôi bà chính ngồi. À, hổng gài cái cuộc sống của mình sao bà chính? Cũng đỡ rồi cháu, cũng nhờ bạn bè này kia nọ rồi cháu nhờ mấy nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu Lâm với bà chính thì cũng đỡ rất là nhiều. Bà chính rất là mừng. Cuộc sống lúc kia là dữ tợn lắm, sắp là bà muốn thiếu điều đi tự giận luôn. Ồ sao vậy? Bà chính kể cũng nghe bây giờ bà cũng thoải mái nhiều lắm rồi. Dữ tợn là sao? Bà chính kể cũng nghe bớt. Ăn gì được bu theo cái thằng này mà nhà thì sắp sập hết trơn rồi. Đó, bà nói không biết làm cách nào mà để mà sống hết trơn á. Đi bán thì mắc cái thằng này làm sao đi. Đó, mỗi ngày ở nhà rồi bà con người ta thấy vậy á, người cho chút đỉnh. Rồi hỗ trợ sống qua ngày với nó. Kéo dài thời gian cho tới ngày hôm nay thì cũng như nhờ cháu, mấy nhà hảo tâm xa gần cũng biết được á, cũng tới động viên giúp đỡ cho Lâm với bà chính cũng được số khá khá. Nên hôm nay bà cũng đỡ nhiều lắm rồi. Con không hiểu là cái mừng. Dạ cái như thế này bà chính con hỏi với là cái cuộc sống của bà chính với Lâm đó thì chi phí sinh hoạt hàng ngày thì gạo nước rồi thuốc men luôn khoảng bao nhiêu tiền hả bà chính? Bà cũng không định được nữa chứ ơi, bà tiện vậy lắm. Dạ. Ăn cái gì là bà với nó gói ghém chứ không có mà ăn thua. Dạ. Tại vì tiền bạc biết ngày mai này mình có còn được mà xài phung phí quá thì đâu có được. Mà hơn nữa nhiều khi Lâm nó có bệnh này bệnh kia thì phải để dự trù để mà lo cho nó. Chứ bà cũng không biết xài bao nhiêu, bà xài gói ghém củi đuốc rồi bà kiếm bà chụm không à, bà không có ham bà nhiều. Bà chụm củi luôn chứ bà không có chụm bếp ga hả? Có chụm bếp ga, người ta cho bà cũng không nhận nữa chứ ơi. Cho bếp ga cũng không nhận luôn? Dạ, ở gần đây người ta mới cho nữa là bà nói bà quên hoài à, bà sợ nó nổ lắm. Nên bà không chụm bếp ga. Người ta thấy vậy mới đây, người ta kêu người ta cho, bà nói không được cháu ơi, cho bà cảm ơn dữ lắm nhưng mà bà lẩm cẩm. Bà lúc mà thằng Lâm nó sáng bệnh xuống á thì bà nấu cơm á, bà kho thịt, bà hốt xà bông, bà bỏ vô bà kho đó, cháu biết tưởng tượng. Ôi trời ơi. Bà con người bà sắp như là hết tinh thần vậy đó. Rồi cái đến lúc mà lấy cơm ăn đó là xuống mà nói trời ơi thôi chết rồi, cái nồi thịt xà bông không. Bà nói là tiêu, bà bỏ tiêu. Lúc đó là bà đầu óc bà hoang mang dữ lắm. Tại vì bà biết rồi đây thằng Lâm không biết sống hay chết như thế nào. Lúc đó nó đòi chết hoài chứ ơi. Rồi bà mới nói vậy nè, thôi gắng đi cháu ơi. Bà gắng nuôi cháu, sống tới đâu hay tới đó là cuối cùng bà hy sinh cho cháu đó, bà lo hết. Cháu đừng có buồn. Còn Lâm nói nếu mà lo gì hoài rồi tiền bạc ở đâu mà lo, nói kẹt quá thì có cái nhà bán rẻ bán mắc gì cũng bán đại đi. Nói bán rồi cô đi ở đâu, nói thì ổng thẳng lay lết rồi sống chứ con đừng lo, để cô hy sinh cô lo cho con đến cuối cùng, không được thì thôi. Chứ lúc đó bác sĩ trên Chợ Rẫy mới nói vậy nè, Lâm ơi Lâm gắng sống đi, cô đã hy sinh gắng lo cho cháu rồi thì ở đây bác sĩ cũng tận tình cố gắng lo cho cháu phục hồi. Mà cháu còn trẻ lắm, nếu mà cháu không chịu nằm đây cháu về nhà là cháu chết. Bác sĩ rất là có lương tâm, khuyên nó rồi đi kiếm máy, kiếm đồ hỗ trợ cho nó vừa thở máy mà vừa thở oxy nữa đó. Và bác sĩ Chợ Rẫy. Bao nhiêu khó khăn đó thì bà chính cũng đã vượt qua được, cũng là một cái nghị lực, cố gắng trong cuộc sống. Nói chung là rất là thương luôn mọi người. Thường thì thương với cô bác với anh chị á. Thường thì Bùi Hồ nhận một cái khoản tiền nào đó của Mạnh Thường Quân thì đến một cái giai đoạn nào đó vừa đủ thì Bùi Hồ sẽ không nhận nữa.
Rất là nhiều trường hợp thì cũng có gửi nhưng mà Bùi Hồ không nhận nữa. Nhưng riêng đối với cái trường hợp của anh Lâm á, thì cô bác quý anh chị mà Mạnh Thường Quân á có gửi á, thì Bùi Hồ xin được phép nhận thường xuyên hơn. Tại vì trong cái cuộc sống của bà Chính á, thì mất cái hết tuổi lao động. Còn bản thân anh Lâm á, thì lại là hiện nay thì anh là mồ côi, cộng thêm với lại là không có sức lao động, phải nằm liệt tại chỗ như vậy, thì cái nguồn thu nhập chính của bà với lại anh thì không có rồi. Nên cái việc mà mọi người hỗ trợ thì sẽ giúp được cho bà Chính vượt qua cái khó khăn, cho bà Chính có một cái tinh thần để mà có thể chăm sóc anh Lâm đến trăm tuổi già. Nó sợ bà chết chứ lắm. Nó nói con bà chết rồi chắc con cũng đi theo luôn, chứ con không biết ai mà đứng ra chăm sóc. Mà bà nghĩ rằng bà chăm sóc nó là nhiệt tình thôi, chứ người khác chứ cũng không có bằng đâu chứ ơi. Bà cũng nói thôi, bà lúc kia bà khỏe mạnh lắm, bà nói bà hy sinh cho nó phục hồi rồi bà chết bà cũng vừa mà ý nguyện nữa. Nên là lúc đầu cực dữ lắm mà cháu thức đêm thức hôm với nó kêu hoài luôn, nó ngủ không có được đâu. Cái việc mà hôm nay anh Lâm đi lên xe lăn thường đi như thế nào hay bà Chính ha? Câu đó rồi lên rồi nó bấm, nó cái tay nó sờ được chứ nó nắm gì không. Khó khăn dữ không bà Chính? Cũng dễ. Dạ đâu, bà Chính có thể làm cho anh Lâm để cho mọi cô bác anh chị có thể thấy được. Đây là một cái phần khó khăn. Tạm dừng chút hơn để cho cô Chính chuẩn bị á. Để cho cô Chính chuẩn bị đi, em cứ quay không có sao đâu. Vậy làm ha. Dạ. Đây là cái cảnh hàng ngày mà bà Chính làm cho anh Lâm á mọi người, chứ không phải là Bùi Hồ nói cho bà Chính làm cho cô bác anh chị coi để này kia, nhưng mà đây là một cái cuộc sống hàng ngày của bà Chính với là anh Lâm á. Tí nữa chắc anh đứng hơi xa xa chút ha. Dạ. Để khởi khẩu trang lên cho dễ, tại vì lên nó ngọt á. Dạ. Anh cứ bắt đèn lên. Mở đèn. Công tắc trong lòng hay gì đó. Anh sau lưng á. Để tôi quay. Em mở. Dạ. Anh sáng đi. Khoan để tính này. Tắt cái xe này đi, tắt cái xe này. Một ngày như thế là anh tập mấy lần anh Lâm? Nó tập thường lắm nè. Mấy mẫu lần tập tới à, về tập về nghỉ à, chứ máng lên rồi nó muốn tập về nữa tập chứ. Nó quả chính bỏ nó đi được. Dẹp cái này, dỡ cái sạc này nữa. Dỡ chỗ đầu vậy?
sơ tuột rồi. Cũng á. Cũng cái trên có cái quần rồi, sơ tuột. Làm cho thấy, cô bác thấy chưa? Phát minh của kỹ sư, kỹ sư Lâm. Không ngờ quá thì cũng kém. Quang nó xuống nói, không có ngờ mà nó còn sống ngày hôm nay. Anh em không có ai hay hết trơn. Khoan. Đâu vậy? Dưa rồi. Dưa rồi. Dưa rồi. Lật ra lên. Hãy vô chút rồi đi. Rồi. Thế đây nữa. Sao phải cuộn cái chân lại gì bà Chính? Đừng cho nó đừng có dạt cái chân ra. À. Cuộn nó làm gì nó ấy thôi. Để thay cái bọc nó tiểu nó lên mới được. Dạ. Bà Chính thay bọc nó tiểu hả? À. Thay nó rồi cho nó lên mới được. Cột thêm dây nữa hả bà Chính? Cột nó máng nó vô đây nè, mới giống nó lên. Giống nó lên rồi mới mới rút cái giường này ra. Tại vì cô Chính nó không có sức mạnh á. Mới làm gì để kéo lên nổi, khổ đâu có kia nổi. Con bị điện cho cái đai ngoài tổ dai rồi. Nó chạy ra cái đây chút. Chạy đâu? Đai trên dai rồi. Cho nó qua phân cái ngoài chút. Bắt đầu kéo cái này. Thank you.
Ồ, nâng lên vậy đó hả anh? Dạ. Để sao tới em lại. Tới rồi đó đụng rồi. Rồi. Giờ bắt đầu xuống. Trời ơi, làm cái công việc mà để cho đưa anh Lâm từ cái giường mà lên được một cái chiếc xe lăn đó là khoảng là 15 phút với cô bác của anh chị. Ai thấy được cái cảnh này ngay tại Bùi Hồ đang thấy thì phải nói rất là xúc động luôn. Nghị lực của người bà giống như chẳng khác nào là người mẹ hết à. Anh Lâm hình như là bữa nay gương mặt hồng hào hơn hả? Dạ, đúng rồi. Vô sau này có được cái sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm đó, rồi bạn bè, rồi của mấy kênh xã hội rồi đó, thì mọi người chung tay rồi giúp đỡ cô Chính rồi đó, thì thấy cô Chính rồi sức khỏe tốt thì tinh thần của Lâm cũng tốt hơn, rồi có xe lăn rồi chạy được ra ngoài, tinh thần nó cũng thoải mái hơn nữa. Rồi gài cái đai vô. Gài đai. Cái đai một con trai. Rồi. Rồi tháo rồi. Thường thì anh ngồi ở trên xe lăn này là bao nhiêu phút? Mình chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ được. Lên lần vậy mệt lắm không anh Lâm? Cũng mệt thờ thì mới lúc mới lên nó tập đó thì mệt lắm. Không, ý lên từ cái đó mà ginh lên thì anh bị cấn dây đồ đau lắm không? Bây giờ coi nó sao? Rồi đó, khóa nè. Giò nè, giò chứ. Giò. Để thử. Cái đó khóa lại hả? Khóa cái xe lại nó mới bấm chạy. Nó bấm chạy mới được khóa lại. Dạ. Bánh nó ngoan rồi, gài lại đi. Mở ra rồi gài lại. Chạy vòng vòng ở trong nhà thôi nha anh. Chạy ra đường luôn. Chạy ra đường luôn hả? Để nó chạy rồi chứ mày. Rồi đó. Bánh không ăn rồi. Bánh không ăn rồi. Ủa sao kì vậy? Mở bánh ra đi rồi lại. Mở rồi thôi. Hai bên luôn á. Được chưa? Để tới rồi, để tới rồi. Rồi để nhóm xe chở chạy ra sân nha. Ra sân rồi quay lại ha. Ra sân luôn có gì? Ra sân rồi quay lại trở lại. Ra tới lại trước được rồi. Dạ, quay lại đi anh. Cho hứng ánh nắng mặt trời tí xíu. Quay lại đây. Ngoài đây đường được không? Dạ. Cổng ngọt. Ngồi ở đây luôn ha. Thôi ra ngồi đây luôn đi, bà Chính ha. Anh lên đây ngồi luôn. Hôm nay thì ra được ngoài, cái không khí thấy nó thoáng mát. Và đặc biệt là nhìn anh Lâm thì rất là đẹp trai. Nhìn anh
Năm nay bốn mấy em quên mất tiêu nữa. 42 rồi. 42 rồi. Ừ. Nói chung là được thấy được cái cảnh mà bà Chính đó, đưa anh Lâm lên một cái chiếc xe lăn đó, nó vô cùng khó khăn luôn đối với một cái tuổi già. Nhưng mà vì cái sự sáng tạo á thì đưa anh Lâm lên, treo một cái con người lên, nhìn thấy nó cũng thương thương sao á. Nói chung là rất là thương luôn mọi người. Thì khi mà ở tận đây thì cô bác của anh chị chứng kiến thì cô bác của anh chị mới hiểu được. Thì hôm nay đó bà Chính thì con quay cái thước phim này quay lại cái cuộc sống của anh Lâm. Thì thứ nhất là quay về cái cuộc sống anh Lâm cho mọi người biết. Thứ hai là con thăm ông anh Lâm với lại bà Chính. Thì bà Chính ngồi gần đây tí xíu đi bà Chính. Xích vô đi bà Chính. Dạ. Xích vô nữa. Dạ cho dạy. Thì con cũng thay mặt cho con trai thứ và bà thứ ba của gia đình ông Bùi Quang Huệ là cụ giáo sư trường trung học Ngô Quyền của Biên Hòa Đồng Nai đợt rồi thì có trao cho bà Chính 200 đô đó, bà Chính nhớ không? Đợt này thì cũng con trai thứ và bà thứ ba của gia đình ông Bùi Quang Huệ là cụ giáo sư trường trung học Ngô Quyền thuộc Biên Hòa Đồng Nai gửi cho anh Lâm với bà Chính 500 đô. Dạ thì tương ứng với 11 triệu 600 nghìn đồng. Dạ thì hôm nay con đại diện công cho ông giáo sư á. Dạ gửi cho bà Chính. Con cũng có lương tâm giúp đỡ cho. Dạ tại vì con thì thường nhận cho bà Chính á là bà Chính với Lâm thì rất là vất vả rồi. Thì cũng hết tuổi lao động rồi thì mỗi cô bác quý anh chị mà hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó. Không biết là anh Lâm có số tài khoản không anh Lâm? Bà Chính có không? Không có luôn hả? Dạ. Bà Chính với anh Lâm thì không có số tài khoản nên không biết làm sao mà chuyển hết đâu mọi người. Thì phải có số tài khoản á, thì tạo cho bà Chính một cái tài khoản thì cô bác quý anh chị có giúp đỡ thì chuyển thẳng cho bà Chính thì sẽ dễ hơn. Thì hôm nay con đại diện cho là cho chú để mà trao cho bà ha, gia đình của chú để cô với bà với chú này để trao cho bà Chính. Bà Chính đại diện nhận giùm con ha. Nè, 1 triệu bà Chính. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 500.000 đồng. Đây 100.000 đồng nữa. Đây dạ. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như là cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà Chính với lại anh Lâm. Bà Chính sẽ đại diện cho anh Lâm cũng như là để cho Lâm nói hay là anh Lâm nói. Lâm nói. Bà Chính nói trước đi bà Chính. Dạ để bà Chính lớn rồi. Dạ bà Chính nói trước đi. Hôm nay bà Chính nhận được số tiền của gia đình ông Bùi Quang Huệ đã có con là của con của Bùi con Bùi của ông Bùi Quang Huệ và bà con trai thứ và bà thứ ba. Dạ, con trai thứ của ông Bùi Quang Huệ và bà thứ ba đã có lòng hảo tâm gửi cho gia đình bà Chính và cháu được số tiền là 11.600.000 đồng. Bà rất là vui mừng nhận được số tiền này thì cũng đỡ cho gia đình bà Chính rất là nhiều. Bà Chính cảm ơn lòng hảo tâm của quý nhà hảo tâm đã có tấm lòng bao la giúp đỡ như ngày hôm nay, là bà chân thành cảm ơn. Anh Lâm có nói là gì không? Lâm nói thêm đây Lâm. Con cũng xin gửi đến. Dạ, để anh đặt cái mic luôn cho nó dạ. Con cũng xin gửi đến lời cảm ơn chân thành đến gia đình của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ đã nhiệt tình giúp đỡ Lâm từ khi biết hoàn cảnh khó khăn của Lâm cho đến nay. Thì Lâm cũng không biết nói gì hơn gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất và chúc gia đình luôn có cuộc sống an lành hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Và hứa sẽ cố gắng luyện tập để mà phục hồi ngày càng nhiều hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn vậy thôi. Xin cảm ơn. Thì hôm nay có dịp Thủ Duyên con về lại Vĩnh Long này, coi đoạn đường thì cũng khá là xa. Nên con thì cũng lâu lâu thì có một chuyến con đi một lần.
Thì hôm nay thì con cũng đại diện cho gia đình của cụ giáo sư Bùi Quang Huệ, trường chuyên Ngô Quyền ở Biên Hòa, Đồng Nai, là các gia đình của các con của ông á, thì gửi cho bà Chính như là anh Lâm, tại vì thấy cái nghị lực sống á, thứ hai là cũng hoàn cảnh cũng còn khó khăn trong cái cuộc sống, thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt cho bà Chính xin chân thành cảm ơn gia đình của ông Bùi Quang Huệ và các con của ông, con kêu là chú, thì xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chắc có lẽ là anh Lâm sẽ tập một tí xíu nữa rồi sau đó anh sẽ vô ha. Dạ em xin phép em sẽ đi về. Dạ thưa bà Chính, con chúc bà Chính luôn có sức khỏe dồi dào. Chúc anh Lâm luôn có một cái nghị lực sống phi thường, là một cái nguồn cảm hứng, nguồn động lực sống cho tất cả mọi người ha. Dạ con chào em bà Chính ạ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ có tấm lòng giúp đỡ cho Lâm quá thì nhiều. Bà không biết nói gì hơn, cầu chúc cho gia đạo cháu bình an, gặp may mắn. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã có lòng từ thiện giúp đỡ cho gia đình bà Chính và cháu của bà Chính được dời bớt một sự khổ của gia đình ngày hôm nay. Bà rất là vui mừng. Chúc cho quý nhà hảo tâm được nhiều may mắn, giàu giàu sức khỏe, gia đình làm ăn tiến lên. Dạ thôi vậy em xin phép anh Lâm, con xin phép bà Chính con về ha. Dạ xin chào cảm cô bác quý chị, hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ạ.